Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cả nhà làm món khô cá linh nha. Khô cá linh mà không hề bị đổ dầu nha. Tại vì khô cá linh đó các bạn phơi thường hay bị đổ dầu lắm. Còn đây mình sẽ chỉ các bạn cách phơi khô cá linh mà không bị đổ dầu. Đây là cá linh mình vừa bắt được luôn nè. Các bạn có thấy cá linh to không? Mình thả lưới ở dưới sông á. Mưa vừa dứt là thả lưới dính quá chừng cá linh luôn. Các bạn coi con cá linh nó to nè, bằng một bàn tay mình luôn á. Toàn là cá tươi không. Cá linh này mà đem nướng rồi ăn với mắm me cũng ngon nữa đó cả nhà. Còn bây giờ thì mình sẽ đi xuống sông mình làm cá và mình xẻ cá để mình làm khô thôi. Các bạn có thấy cây cầu này thân quen không? Lúc nước lớn là nước lúc cầu như thế này luôn á. Còn khi mà nước ròng là chỗ này là không có miếng nước luôn á. Bây giờ mình sẽ đi rửa cá nha. Mình làm cá xong rồi. Phần bụng của cái con cá linh này nè, nó có rất là nhiều mỡ luôn. Vì vậy mà các bạn cần phải rửa thật là sạch. Rửa sạch cái phần mỡ thì sau khi mình phơi xong á, nó sẽ không có bị đổ dầu. Bây giờ mình sẽ xẻ con cá linh này ra nha, để tách bỏ cái phần xương sống ở giữa. Mình làm cũng không được khéo tay cho lắm, cả nhà thông cảm nha. Sau khi mà các bạn xẻ cá linh ra để mà tách bỏ xương á, mình sẽ cạo sạch cái phần bụng của nó nha. Cái phần bụng của nó có rất là nhiều mỡ luôn. Các bạn cạo sạch thì khi các bạn phơi xong khô á, khô của mình nó rất là ráo, nó không có bị đổ dầu và mình có thể sử dụng được lâu hơn. Các bạn thấy cái phần khô của mình nó rất là tươi ngon luôn nè. Một chút xíu mình sẽ lọc bỏ luôn cái phần xương ở dưới bụng này luôn nè. Bây giờ mình sẽ đi pha muối nha. Và 3 ký khô mình sẽ sử dụng 2 muỗng muối hạt. Và một ít bột ngọt nữa nhé. Bây giờ mình sẽ cho ớt bột vào. Và ớt bột này các bạn có thể sử dụng nhiều hoặc ít tùy theo các bạn ăn cay nhiều hay là cay ít. Mình sẽ cà nát cái hỗn hợp này, sau đó mình mới cho cái phần tương ớt vào.
Bây giờ mình sẽ để tương ớt vào và mình khuấy đều cái hỗn hợp này lên. Và tương ớt này nó sẽ giúp cho cái phần khô của mình á, nó có màu rất là đẹp luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái phần muối vào và mình ướp cá thôi nha. Và các bạn trộn đều cái phần muối này vào cá và để cá mình thấm muối trong vòng 1 giờ đồng hồ thì mình mới đem đi phơi được. Và các bạn có thích ăn ngọt thì các bạn để đường vào nha. Bây giờ mình sẽ cho vào đây thêm một ít đường nữa để cho cái phần khô của mình nó có hậu ngọt hơn. Mình sẽ trộn đều lên và mình để cái phần khô này của mình trong vòng 1 giờ đồng hồ. Các bạn thấy khô của mình xẻ xong nhìn rất là thịt luôn. Phần cá của mình nó rất là tươi, sau khi phơi xong là khô của mình ngon lắm luôn á. Do trời đã chuyển mưa rồi, không có nắng cho nên bây giờ mình sẽ cho cái phần khô này vào trong khay sấy và mình đưa vào máy sấy mình sấy thôi nha. Có máy sấy tại nhà thật là tiện lợi phải không các bạn? Đối với chiếc máy sấy mà mình đang sử dụng á, các bạn có thể là sấy cá thịt để làm khô nè, sấy trái cây nè, hoặc là sấy rau củ, rất là tiện lợi luôn. Bây giờ mình sẽ cho phần cá của mình vào trong máy sấy và mình sấy. Và mình sấy ở nhiệt độ là 46 độ C và trong vòng 4 giờ đồng hồ. Sau 4 giờ đồng hồ mình kiểm tra nếu phần khô của mình nó đã khô á, thì có thể mình đem bảo quản. Còn nếu mà nó không khô thì mình sẽ sấy thêm nữa nha. Bây giờ mình sẽ cho thêm một ít sa tế lên cái lớp mặt của cái phần khô của mình để cái phần khô của mình nó có cái mùi thơm hơn. Bây giờ mình sẽ bóc cái phần khô này lên nha và mình cho vào máy sấy mình sấy tiếp. Để một hồi cái phần khô mình nó khô lại á thì mình sẽ dễ bóc ra hơn.
Phần khô của mình đã được cho vào máy sấy và sấy tiếp tục rồi nè. Các bạn thấy cái màu khô của mình rất là đẹp phải không? Và nhờ có sa tế cho nên cái mùi khô rất là thơm luôn. Và bây giờ đã được 3 giờ 30 phút rồi nè. Ở nhiệt độ là 46 độ C. Và đây là cái phần khô của mình, nó đã ráo nhiều rồi nè các bạn. Nhìn thấy hấp dẫn không cả nhà? Nhìn y như là khô cá lóc luôn vậy á. Khô của mình đã sấy xong rồi nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ dỡ cái nắp máy sấy cho các bạn xem nha. Đây là phần khô của mình. Nhìn rất là hấp dẫn ha. Nó rất là khô rồi nhưng mà nhìn nó không có bị cứng. Bây giờ mình sẽ đem cái phần khô này đi bảo quản nha. Và mình sẽ mách cho các bạn một cách bảo quản khô này mà không có bị hôi dầu. Tại vì khô các bạn để lâu nó hay tơm ra cái chất dầu và nó làm cho cái khô của mình nó không có còn ngon nữa. Và bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách bảo quản nha. Và mình cần có một cái hộp nè. Sau đó mình sẽ để khô vào. Mình cho một lớp giấy ở dưới. Mình sẽ để khô lên trên. Và các bạn lót cho mình thêm một lớp giấy ở trên nữa. Và các bạn cứ như thế các bạn cho hết cái phần khô của mình vào nha. Và khô này thì các bạn bảo quản cho mình ở ngăn mát tủ lạnh nha. Các bạn thấy rất là đơn giản phải không? Và bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video của mình tại đây thôi nhé. Mình cảm ơn tất cả các bạn nãy giờ để theo dõi video của mình nha. Mình cảm ơn rất là nhiều. Và các bạn hãy like, đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình với nha. Mình hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau nha. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.